tay tay chân, đau lưng, chuột rút có thể là những dấu hiệu cảnh báo tình trạng thai kỳ của bạn đang thiếu canxi. Để hỗ trợ hệ xương vững vàng, thai kỳ khỏe mạnh, mẹ chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Avisure 2 can. Avisure 2 can với thành phần chính nano canxi hydroxy apatit được nghiên cứu bởi Viện Hóa học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kết hợp với MK7 bổ sung cùng các vitamin và khoáng chất hỗ trợ tăng cường hấp thu canxi trong thời kỳ mang thai. Avisure 2 can giúp bổ sung canxi cho thai kỳ khỏe mạnh, vững chắc tương lai. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.